Mà đánh kiểu này nét nhỉ. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá thực tế thì rõ về các giá trị trên thị trường bằng chính những giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua. Để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá, tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex nên đi chậm lại để nhìn nhận, nên đi chậm lại để đánh giá và thực tế thấy rõ về các giá trị vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tế. Không có chuyện thầy dạy Forex hay áo quân Forex thế giới hay pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra bên ngoài chỉ là những thằng dùng trading view để phân tích về xu hướng đọc lệnh ở trên thị trường, rồi thì những thằng trader triệu đô ở trên thị trường chỉ là những thằng kể chuyện và gì nhỉ, đưa ra chiến lược, đưa lên giao dịch ở trên thị trường về đầu tư Forex. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn nên nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng áp dụng ở trong thực tế, chứ không phải là những giá trị mà các bạn chỉ nghe bằng mồm là buy chỗ này hay sell chỗ kia, rồi chiến lược như thế này hay điểm vào như thế nọ trên thị trường. Các bạn cần phải hiểu rõ giữa giao dịch thực tế và vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tiễn nó khác xa so cả những thằng bắn lệnh, đọc lệnh cho nhà đầu tư. Nếu giao dịch được thì các bạn cứ đối chiếu tất cả những lệnh mà bản thân bọn chúng đang đưa cho nhà đầu tư ở trên thị trường, bảo bọn chúng đưa lịch sử giao dịch ra là lòi ra hết các giá trị ở trên thị trường, xem bọn chúng có giao dịch, có vận dụng, có áp dụng được vào trong thực tế hay không. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên nhìn nhận, nên đánh giá và nên thực tế thấy rõ được các giá trị này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang trải nghiệm, đang nhìn nhận nên đi chậm lại để hiểu rõ mỗi một phương pháp, mỗi một giá trị ở trên thị trường đều cần phải được người đứng ra chia sẻ thực tế trên thị trường vận dụng áp dụng vào trong thực tế, minh chứng dẫn chứng cụ thể cho các nhà đầu tư kiểm chứng. Giống như đây tôi vào lệnh, toàn bộ học viên của bên trung tâm đào tạo Forex đều trực tiếp theo dõi. Anh em có theo dõi tất cả những lệnh này từ âm đến dương không? Có điều phối lệnh có đầy đủ hết không? Đó. Có phải tắt livestream đi vào ngay không? Không là vướng là còn ăn sâu nữa, còn ăn tiếp nữa, còn đoạn ngay đấy nhá. Đó. Thì tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang truyền tải sẽ hỗ trợ được cho các bạn trên con đường mà bản thân chính các bạn đang trải nghiệm trong thực tế trên thị trường. Phương pháp hay kiến thức hoặc là những kinh nghiệm hoặc những kỹ năng giao dịch, chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta trải nghiệm, chúng ta cần phải có giá trị thực tiễn để chúng ta kiểm chứng, chúng ta cần phải có những nhìn nhận thực tế để chúng ta đối chứng cho những giá trị mà bản thân họ đang chia sẻ cho chúng ta, chứ không phải chúng ta nghe bọn chúng nó phân tích ở lý do chỗ này cản này hay cản nọ, mô hình thế này hay mô hình thế nọ, hoặc là bọn cá voi cá mập cá chó trên thị trường nó làm những gì. Đấy là gì nhỉ, chỉ là những lời nói sao rỗng. Các bạn nên cứ yêu cầu thực tế vận dụng trực tiếp ở trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, đang hỗ trợ được cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư nên nhìn nhận, nên đánh giá và thực tế hiểu được rõ về các giá trị chia sẻ trên thị trường, chứ đừng lao vào với những bánh vẽ về lợi nhuận, với những giá trị mà ngay cả bản thân chính các bạn còn chưa kịp nhìn nhận, còn chưa kịp hiểu, chứ đừng mà nói là nhà tạo ra lợi nhuận. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Rồi, anh em có thể thấy rõ hay không? Không ấy là chết mẹ đoạn này chưa, là phải đứt lại 190 đô. Đó. Rồi, này là gì nhỉ? Những đoạn kia bắt đầu mình xử lý tiếp. Nè, thấy chưa? À, đó là gia đạo trên này hết. Thấy chưa? Khốn nạn chưa? Thấy chưa? Em như lời em nói. Đây, vừa rồi có một ông học trò em bảo đấy, em bảo bán gấp đi.
Không tử nạn đấy bọn họ đấy. Mà nó lít lên Hobie ấy rồi. Trời, đấy là chiêu trò anh thấy bọn nó lít lên lên đấy, nhưng mà bọn nó có mở cho nhà đầu tư giao dịch đâu. Có đúng không? Đúng rồi. Cái đấy nó mới là vấn đề vừa mở ra mắt là main net, còn nó chỉ cho giao dịch một số cái thôi. Cái đấy là nó lùa được người ta đấy. Ủa, đâu? Lên 243 đô trong sàn này. Kinh vậy, thế thì chưa, bọn kia bốt ảo rồi. Thế này. Thế thì bốt ảo. Hôm qua có ấy là 0.01 này. Ừ. Đấy. Cái này lên thằng nào có 1 triệu, cái này bây giờ là tỷ phú. Đấy, kinh thế. Thôi, em không chơi cái game đấy. Cái game đấy nguy hiểm lắm. 248 đô rồi. Mức cao nhất là 345 đô. Thôi, vào là đứt cước vậy. Anh thấy không? Quả xử lý này mà không được cái là chết bỏ mẹ. Đó. Anh thấy không? Bây giờ anh thấy không? Vùng giá lại bọc trước. Điểm này có phải cái điểm mà em buy này là em để từ sáng không? Nhưng mỗi khi mà live stream là em tắt hết cái điểm đi. Có đúng chưa? Chứ chẳng nhẽ em lại để vào đấy xong em lại còn phải lên, em phải bầm dạ thưa cả thiên hạ ngoài, làm gì có cái chuyện đấy, có đúng không? Này xạo pi lên, anh chụp cho em cái hình pi vứt vào cho em, vứt vào trong cái đến ngày đây đến 4 giờ. Đâu phải, bọn này bọn ảo mà, không. Cái là Vino gì ấy. Cái này ảo ảo, yeah. Thôi khỏi. Nó bởi kinh thật. Kệ nào. 260. Pi này chắc là pi là pi khác. Không phải pi network kia đâu. Xong rồi bọn nó FOMO vào mà. Thì theo kiểu giống như kiểu nó có cộng đồng rồi đúng không? Xong nó xây dựng một đồng tên như là cái đồng đấy, đồng đào đấy, để cho mọi người phi vào. Thì đấy khác phải được. Nên là nhé, có thằng nó nói là
tôi có 3.000 pi này, anh muốn tôi bán này, bán 10 đô bán 10 đô bây giờ giàu đấy, bán chỉ cần 10 đô thôi hoặc là bán 100 đô phải một nửa tiền. Đúng không? Giá trên thị trường của nó là hơn 300 mà nó nói bán 10 đô này là khác. Không rồi. Có đâu, không. Không ý em đang nói bọn là cái pi kia là pi khác. Đó anh thấy không? Không kẹp là chết khôn nạn nữa. Kinh nghiệm nó mới là giá trị để cho anh em mình sống còn. Ủa, này kéo nó xuống đây bớt để cho các cao thủ này phải nhịn. Bitcoin vô không? Được rồi, nó lên mấy đó. Thôi chào anh em nhé, bọn tôi đi cà phê cái hôm nay thứ 6 rồi, nghỉ ngơi.